Hello, chào anh Quang, chào tất cả mọi người ở diễn đàn nha. Ta mới đi họp ở trên Hội đồng Liên Hiệp Quốc mới về nè. Nó không cho tôi vô, nó không cho tôi vô, tao cũng không cần vô luôn. Tại vì mà nói chung là bây giờ cái nó một cái khác hay chăng nữa thì ta mới coi được cái đài là đài của phía bên Liên Xô chứ không phải là Liên kia. Thì mình mới hiểu được cái tiểu sử của cái đất nước Ukraine như thế nào. Có nghĩa là cái đất nước Ukraine đó là do người Nga tạo ra chứ nó không phải là của Ukraine, và cái đất nước Ukraine là của người Nga dùng một ngôn ngữ. Tao có bỏ lên cái clip đó, mày làm gì nghe khẹt khẹt, bỏ tắt hay quạt đi, Đỡ ông lên ông bắt tắt quạt ác thiệt cái nghe 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 bịch cà phẹt cà phẹt cà phẹt vậy mà sao mày lớn tai, tao già rồi hơi khó tánh chút. Thì mình mới hiểu được cái đất nước Ukraine nó là bắt đầu khởi nguồn từ đâu, rồi khai quang lập ấp, và bắt đầu cách đây nó nói chuyện về 400 năm về trước, bắt đầu tới bây giờ, tới tới chiến tranh hiện đại luôn. Thì mình mới hiểu rằng như vậy, nhưng mà mình không cần bỏ qua chuyện đó đi, mình phải gặp. Thì giống như nãy thằng Trung với lại con cũng nói, tất nhiên là ngày xưa thời kỳ năm 1945 khi mà đệ nhị thế chiến nổ ra thì các đồng minh và các ấy tiêu diệt phát xít. Và cái người mà hiện giờ đang cầm quyền ở Ukraine thì có một bức hình chụp ông ấy đưa một cái biểu tượng của phát xít, có nghĩa là ông rất khoái chí, và ông hầu như là ông giống kiểu như là một hội viên đó vậy. À, thì mình cũng không cần phải nói nhiều. Thì bây giờ nước Nga đánh Ukraine để mà tiêu diệt phát xít trong lòng của khối, nó gần như là sát vách nhà, nó còn nhiều cái vấn đề mà đó lắm, mà mình không cần bàn cãi gì đó bạn. Thì mình muốn nói là một cái điều là hiện giờ thì ta muốn nói là một cái ý này, có nghĩa là tất cả ngay bây giờ các đài báo đài phương Tây tấn công trên cái mặt trận, nó không còn mặt trận tiếng súng mà mặt trận là mặt trận media video, có nghĩa là truyền thông. Truyền thông hướng dẫn tất cả các người trên tất cả các thế giới đều truyền thông. Bởi vậy cho nên ra ở Mỹ này là nó cấm cửa tất cả những cái mà truyền thông của Liên Xô, truyền thông của phe mà binh vực của Liên Xô là nó không cho vô. Nhưng mà sao không biết là lọt thì nó có một cái bản tin của truyền thông mà rất là hay của Liên Xô, nó phát ra đây thì có sứ ngôn viên người Việt mình dịch luôn, còn bố 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 lên trên cái trang của rồi đó. Thì đứa nào có thích thì vào coi, cũng rất là hay, khoảng 10 phút à, nhưng mà nó nói hết nội dung của nó, nói hết lý do tại sao xảy ra chiến tranh này, các cái để tôi đầy đủ rồi. Mà cái tao quan trọng nhất là cái chỗ là cái chủ đề là người Ukraine với người Nga dùng dùng chung một thứ tiếng, có nghĩa là họ là anh em ruột, là mà dùng đất Ukraine là của người Nga tạo ra, họ khai quang lập ất và cách trở thành một cái đất nước Ukraine bây giờ là của người Nga. Cái điều đó là quá khứ rồi, mình không bằng bàn cãi nữa, nhưng mà mình chỉ nói một điều là dù Ukraine hay là Liên Xô hay là Nga thì cũng có ơn đối với mình, thì mình miễn bàn về vấn đề họ. Mình chỉ đau buồn là cái thằng cha tổng thống Ukraine quá ư là theo kia kém hiểu biết. Và ở đây tăng đã bốt lên một cái lời của ông thiếu tướng Việt Nam mình, là cái ông này là thuộc đâm đâu ta, cái ông này là Lê Văn Cương hả? Lê Văn Cương. Đã ông đấy thì đã từng nói cái ông mà tổng thống của Ukraine á, không biết không hiểu về chính trị đời sơ đẳng, về về sơ đẳng của quốc tế, không hiểu về một cái đường lối gì cả thì lên cầm quyền làm con mẹ gì trời, đất nước rơi vào cảnh hỗn loạn là như là đúng rồi, mình không còn phải bàn cãi nữa. Còn chuyển qua những cái chuyện mà về cái chuyện mà mày đám nói ở đồ, tao nói cái câu đó tao hơi trục ngọc là mày nói từ bao que hoài, tao cũng bảo là bao que mà, nhưng mà thành ra mình tao không có nói rồi. Cái đó là xuyên tạc rồi, nó cái chuyện đó là mình cũng không có lạ lắm gì, bởi vì nó đâu phải là mới đây, con 47 năm nay nó từ nghe ông Kỳ nói không, nó cứ ra rã hàng ngày, ra rã hàng ngày, và nó cứ la rã hàng ngày, và 47 năm nó chẳng làm được trò trống gì cả. Mình không cần bàn cãi, mà đôi lúc mình cảm thấy buồn cười đó, giống cái kia ta không có nói được nhiều, là bởi vì Trung nó cướp rồi ta, nó ăn mẹ nó hết rồi, nó chừa nó xương không à, chứ mà bố chỉ lên bố chỉ là phải vô giúp vui vì thôi, chứ còn thực chất chẳng có nói được gì nữa, bởi vì tất cả những cái lời lẽ và những cái ý là Trung có nói quá hay chính xác luôn. Mình nói nó buồn cười ở cái chỗ là sau khi Nga phát động chiến tranh đối với Ukraine
Và nó có một cái lý do rất là chính đáng, là bởi vì anh không ai đưa bom mìn vào sân nhà mình hết trơn, gọi mà thằng đã 5 lần 7 lượt và đã khuyến cáo và thằng Ukraine rồi mà nó không nghe, vì cái chỗ là an toàn quốc phòng, nó thẳng là an toàn quốc phòng của đất nước mình, cho nên ra Nga nó mới tiến hành chiến tranh. Rồi mình nói về vậy thì ta cũng đã từng nói rồi, cái lỗi này 100% là do phía bên Ukraine, là bởi vì họ kiến thức về chính trị nó không có, mình không có nói nữa. Nhưng mà nói gì nói thì Ukraine và Nga là cũng là một người giúp đỡ Việt Nam mình sau cái cuộc chiến hậu chiến tranh Việt Nam mình, thì mình không bàn chứ mình chỉ nói là cái điều này là ngay từ thời điểm này tất cả các nước phương Tây dồn phía Nga vào và nỗ lực đánh phá về vấn đề truyền thông. Về chiến tranh thứ ba thì không bao giờ có đâu, chiến tranh nguyên tử cũng không có đâu, là bởi vì họ không dám làm, họ không có dẫn mặt được với thằng Liên Xô, không có dẫn mặt đối với Nga. Cho nên bây giờ họ quay qua vấn đề là tiêu diệt bao vây kinh tế, cấm vận đủ trò thế rồi đó. Mình coi những cái điều đó là một cái thằng một cái giống giống như kiểu là tao là hèn đi, mình nói hay tao dùng chữ hèn hơi nặng nhưng mà đúng là hèn. Thì là bởi vì tôi nói là nghe ngày xưa mà khi mà Mỹ gây hấn gây chiến ở là Iraq, là Afghanistan, là Libya, là Syria, rồi thậm chí truy cùng đuổi tận và giết luôn nguyên thủ của họ luôn, thì lúc đó có Liên Hiệp Quốc có nói được câu gì chưa, có ra được thông báo rồi có gì chưa, kể cả giết theo cổ giết mình đến nỗi mà ta nghe tới cái chuyện mà ta thấy thảm, lúc mà khi giết Saddam Hussein á thì ông đã chết rồi, mà khi treo cổ ông cái đầu rớt ra luôn mày, bêu giống như ngày xưa gọi bêu đầu, thấy thảm luôn. Mà trong khi đó đất nước người ta là còn một có chủ quyền, một đất nước có danh sách, có ghế ngồi trong Liên Hiệp Quốc. Rồi còn thằng cha ở bên Libya, đồ cái thằng cha Gaddafi còn thê thảm hơn nữa, đồ truy cùng đuổi tận giết đồ mà bỏ ra nằm lăn lóc ở ngoài đường đủ mấy ngày trời bỏ vô phòng là... thì lúc đó Liên Hợp Quốc ở đâu, các nước phương Tây rồi NATO ở đâu, không lên án đúng rồi, thì mình mới thấy cái điều này là giống như một bầy chó hùa vậy. Người ta kể một cái chuyện, đây là chuyện vui thôi, cái này tôi nói mày nghe, thấy nó ăn nó chơi mà mình không thức. Hồi nhỏ hai đứa con gái khoảng 10 mấy tuổi thôi ngồi chơi đánh đũa, mày biết đánh đũa không, đánh đũa là có trái banh với lại biết vừa đũa đó, cái bình lồng cái bình lồng tự nhiên có thằng nhóc chạy tới, ê cho tao chơi với mày. Hai đứa con gái nói trời chị, trời trò của con gái mà vô làm gì đâu má. Anh đứng tầng gần hồi nữa cái lũ mà anh nhào vô anh lấy cặn đá đủ mà banh đủ má đũa văng tứ tung đủ má, cái đó chỉ biết là gì, không thù không quán, nó chỉ ghét làm phá, gọi là kia mà mình gọi là kia bằng phá bỉnh đó. Tất nhiên là ăn không được, không ăn không được phá thôi, phá trời hỏi lý do tại sao vậy? Không ghét đủ má, lý do ghét không biết ghét, đủ ghét đá chơi ghét đá chơi vậy đúng không, ghét đá chơi đủ kỳ kỳ không, đây là kia bằng phá bỉnh đó, có kỳ mình. Và ở đây thì một cái lực lượng tương đối là cũng khá là tương đồng, là bởi vì anh Nga nhà ta anh không có sợ, điểm nhất là anh cũng bốc yết hầu bên khối Đông Âu rồi, cái đường dẫn ra tao mà cúp ra là được cho tụi bay chết rồi, không ổng không có sợ. Với lại cái trữ lượng mà coi như là vàng của ảnh cũng là rất là lớn, càng mấy trăm ngàn tấn rồi mà, cho nên vì sao anh có chuyện đó, chuyện của thế giới mình không bàn tới, mình chỉ bàn tới là một cái điều rất là buồn cười ở chỗ là bao nhiêu nước thế giới này cứ đổ dồn vào cái là đánh phá thằng Nga. Ở đây thằng Nga đâu còn cộng sản nữa rồi đánh phá, đúng không? Mấy chục năm rồi, đâu có phải bây giờ hở là có dính líu được một đội đủ thừa, chứ tại vì nó là cộng sản độc tài đủ rồi, bây giờ đâu có nữa đâu, bây giờ biết nói sao giờ đủ con quýt quýt mà tại bởi sao là ngứa mắt, nó thẳng là nó xương tay ngứa mắt cái gì nghe thằng Nga, là bởi vì đủ mà đã khuyến cáo rồi, có nghĩa là anh không được quyền, NATO không được quyền là mở rộng qua phía bắc phải không, phía bên Liên Xô đó. Nhưng mà cái thằng tổng thống này là bắt buộc, mà thằng nó ngộ không, nó ở trong nhà mình, nó ở trong khu đất của nó mà nó lại sát dắt nhà cái này của mình rồi, tao nói hôm qua hôm kia rồi, mà nó đi do nhập vào NATO, một cái chuyện điều trái khoái. Và anh Phượng anh cùng cung cấp thêm là ngày xưa trước khi xảy đến tranh, cái thằng Ukraine rất là nghèo,
bởi vì đã ly khai rồi, đã quốc gia tự trị rồi, mày độc lập tự do rồi, mày muốn làm gì mày làm, nhưng mà cái yêu cầu là mày không được quyền vào NATO, là bởi vì cái NATO là kẻ thù trước đó và sau này cũng vậy, cũng là một người bất được coi, cũng là kẻ thù của Liên Xô cũ và mới, bây giờ cũng vậy kể cả. Nhưng mà cái anh chàng này là anh chỉ biết là muốn làm giàu cho nó lẹ, hoặc là thì anh vừa nói là cái dân Ukraine bây giờ nó khổ lắm, nó khổ hơn rất rất nhiều, bởi cái thu nhập đó, nó rất là nghèo, chứ nó không có khá gì nên gọi nó nghèo lắm, nó nghèo kinh khủng luôn. Có nghèo hơn như Việt Nam mình xa, nó hẳn là vậy, không có sung sướng mẹ tên gọi đó. Thì nó có mọi cái khi mà đập Ukraine á, mình có một lạ luôn, mà có đây nó có phân tích là nó thật mày, nếu vậy nói về tổng thể về quân sự á, thằng Ukraine á, đối với thằng Nga nó làm một phát một thôi là coi gì tiêu. Nhưng mà cái lý do tại làm sao mà thằng Nga nó cứ chần chừ, nó quýnh kiểu giống kiểu như là quýnh dẫn chơi vậy, tới là lui rồi không thèm bánh nữa. Có nhiều chuyên gia quân sự họ nói tại sao, đáng lẽ là chuyện đó là cái chuyện trước thời cơ mà thằng Nga không làm. Bị hiểu ra là thằng Nga rất là nhân từ, nó cho tụi kia sửa soạn, sửa soạn đây là sửa soạn đây là di tản những cái là những cái mà gọi là thuộc là kia bằng là dân thường, là xác là dân thường, chứ nó không phải gì sức mạnh quân sự, nó có dư sức mà nó làm vài phát là không hay cái gì đâu, nhưng mà nó vẫn là dân từ. Cái điều đó mình mới cảm thấy là, nhưng mà ngược lại mình thì thấy vậy, nhưng mà cái phương Tây là nó lại nó đổ chỉ mua dù cho nó tất cả những hình ảnh, những video clip, những cái mà ở mình coi trên đài CNN, BBC toàn là xạo hết á. Nó lấy bổng cũ nó xào lại làm đủ, thậm chí con nhỏ mà phi công của thằng này gì không biết nữa, từ chết từ lâu hoặc là đâu nó cũng dựng lại, rồi một thằng nhà báo gì chết hồi năm 2003 tới giờ nó đem lên nó nói luôn. Thành ra hầu như là báo chí phương Tây hiện giờ đang dùng cái vấn đề đó để chi, đi kêu gọi sự ủng hộ của quốc tế, bởi ta hiểu nhầm mà, đúng rồi, hiểu nhầm, cho nên bị đó kêu gọi cộng đồng quốc tế tẩy chay của Liên Xô. Nó xấu xa đến mức độ như vậy. Thành ra truyền thông phương Tây là một từ truyền thông bẩn nhất. Thì thằng Thông Nguyễn đã nói anh rồi đó, nói với tao rồi đó, nghĩa là tất cả đều bị tiền cả, nó không cần gì, cần biết gì đó. Và cái sự mà truyền thông mà cái fake news á, là tiền nó xạo là do Mỹ này đó. Nó khổ vậy cho nên mày làm gì mày ăn như mày rụt rẹt mày nhai đó, tao nghe mày nhai đó. Đó. Có tên này đó. Có tên này bố kiểm chứng giùm con cái. Kiểm gì? Con mới xem được cái bài, cái tin mà không biết đúng hay không. Tức là như là Tổng thống Biden đã cử lực lượng ở Cali, lực lượng tinh nhuệ nhất đi qua hỗ trợ Ukraine. Ừ, ông này đâu, ông Ukraine ông đâu có ông có, không có, không có đâu mày ơi. Đủ bắt đó là mày đạt tào lao. Đây nè. Trời ơi, chị bố bên đó bố cập nhật chậm hơn con rồi, để con đưa cho bố coi clip đàng hoàng chứ con đâu có nói là nói sách mách có chứng chứ con đâu có đám lực lượng tàu trên bộ luôn, phải không? Cái gì tao nghe lực lượng gì? Lực lượng tàu chạy trên bộ mà, lực lượng hải quân cái đủ má kinh khủng lắm. Đây nè, tao đó. Biết hay á, lực lượng này đủ sắp xuống lỗ đó, đủ quá mà sao làm gì đó không làm gì có không phải à, đó có tàu kìa, đưa tàu chiến đi luôn kìa, đó tao biết người ta khởi hành xuất phát rồi khỏi cảng luôn kìa. Ôi, không phải à, đủ không phải có cửa, không có cửa đủ, mà thằng Mỹ bây giờ nó không đưa người, nó chỉ yểm trợ về tiền bạc và vũ khí thôi, chứ nó không đưa người qua, kể cả NATO cũng vậy, nó là không có đưa người qua. Và nó khổ một cái là nói thì nói vậy thôi, mà đưa vô đâu có dễ đâu, bởi vì cái cửa cảng của thằng Thổ Nhĩ Kỳ nó không thỏa mẹ nó rồi, và thằng ba ở ngoài nó bao dây rồi, thằng dây giờ không không biết là nó đem vô bằng cách nào, chứ thực chất là bây giờ không phận của thằng Liên Xô, nó đã cấm tất cả các 37 nước trên thế giới là không được quyền xâm phạm và cũng không phận của đó. Thành ra giờ ta có không biết đi gì, chắc đi bộ quá, đi bộ cũng không được, đồ có vũ khí gì kia chắc không bao giờ tới đâu. Nói thì nói vậy thôi chứ dễ dầu gì vô được, khổ vậy. Bây giờ tất cả những cái điều mà nó bị cô lập rồi, thằng mới coi là cái thằng tổng thống Ukraine được Mỹ cung cấp cho phát trước đó một cái điện thoại mà vệ tinh, có nghĩa là có cái gì đó là liên hệ với lại bên phía Mỹ, mà thấy rõ ràng không? Có nghĩa là một cái đất nước mà chuyên môn mở mắt ra tối ngủ lại chỉ cầu mong cầu cạnh và nhờ vả tất cả mọi nước, thì đất nước làm gì mà sống được?
Thậm chí có một nguồn tin là mới vừa ký đơn xin gia nhập khối NATO và xin NATO trừ cho khoản nợ 58 tỷ đô la. Đúng, nó chưa vô mà nó xin trước rồi. Đúng phát rồi. Thì tôi hỏi mày sao mà cai trị cái gì? Tổng thống gì kỳ vậy? Đúng quá. Cái trường hợp này chưa. Nó hơi na ná. Trường hợp này nó hơi na ná giống kia ông Nguyên Thiệu ngày xưa. Bây giờ ông mất, đúng rồi, không nói nữa. Nhưng mà nó hơi na ná giống cái gọi là cái đúng rồi. Một cái chế độ mà nó sắp sửa tắt thở đó. Nó từ vậy đó. Từ từ y chang nó cũng khá khá vậy, giống nó từ vậy đó. Đúng, ủa bố sao đây. sao bữa có một thằng nó nói là ngày xưa là Việt Nam Cộng Hòa bỏ tiền ra thuê Mỹ đánh mà. Đúng, bố có nhớ lộn không? Thì đó là bỏ được mà thấy có bữa có thằng gì, bữa có thằng gì, thằng gì, thằng quẹ, thằng quẹ con gì chứ sinh quẹn á, nó tự hào nó nói là trời ơi ngày xưa là thế hệ cha anh của nó là bỏ tiền ra thuê Mỹ về đánh mà. Trời ơi, cái này bố có nhớ nó sai không? Sai gì, chuyện đồ tào lao đồ má nó bỏ tiền hay là Mỹ bỏ tiền mà bỏ Mỹ bỏ tiền bán nổ mà giờ thằng Mỹ phải sợ quá, phải cuốn quá chạy mất luôn rồi biết rồi. Má, tào lao. Trời ơi thằng đó khúc nè, tí tao nói cái điều này là cái là tao tiên đoán nha, cái này tiên cá nhân tao tiên đoán là nay mai đây thì cái xã hội của chế độ của cái ông mà tổng thống này sẽ sụp đổ. Còn cái chuyện tương lai đương nhiên là sụp đổ, không còn cầm quyền được nữa, một là mất xác, hai là còn lưu vong thế thôi. Còn và cái chế độ đó là sẽ lập lại trật tự mới, nước Nga sẽ lập lại cái đất nước Ukraine thành một cái trật tự mới và phương Tây làm thinh thôi, không làm được mẹ gì cả. Nó thẳng là vậy, tao tiên đó là vậy, không biết cái đúng hay là sai. Rồi chiến tranh sẽ chấm dứt một ngày này, một ngày gần đây thôi, tức là sắp sửa tới tuần, cao lắm là tuần tới, là bởi vì ở đây nói một cách khác nữa là cái ý đồ của thằng Liên Xô nó không muốn đánh cái thằng Ukraine. Có nghĩa là đánh dằn mặt thôi, đánh cho hiểu rằng mày nên nhớ 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 kỹ là nếu mày muốn sống là mày không được quyền gửi ra tao. Thế thôi, chứ không muốn tàn sát. Nó thiệt tàn sát rồi, tao nghĩ chắc 30 giây giống cái gì. Bởi vì khí tài quân sự hiện diện Liên Xô, theo tao nghĩ ra nó còn hơn thằng Mỹ nữa. Trong khi đó những cái bão bom và đầu đạn hạt nhân, thằng Mỹ có 3.000 quả, nó gấp đôi 6.000 quả. Mà trong khi đó khi đụng chuyện những cái chuyện như vậy, thì tao hỏi mày những cái nước mà thân nó, ví dụ như là Trung Quốc là coi hiện giờ cũng đã bắt tay với nó rồi. Rồi cái thằng Bắc Triều Tiên, rồi mà mày nghĩ ra rồi nó tha. Nó cũng cùng phe, cùng thuyền, cùng hội mà, cùng xuồng mà. Nó thẳng là, rồi cái thằng Ba Lan, cái thằng gì ta, Cuba. Đồng lòng nó nổi vậy coi. Trời ơi, đụ má quả địa cầu nữa, chứ không còn ai sống, chỉ có mình tao với mày sống thôi. Nó chơi hạt nhân mà, đụ quá làm sao mà ai sống nổi. Nhưng mà cái điều đó không thể nào xảy ra được. Nó thẳng là vậy. Đó, thành ra mấy cái ông này phương Tây về gồm, nó thẳng là gồm, gồm thôi chứ không làm gì được cả. Nó thẳng là vậy, bởi vì Liên Xô rất sợ, nó không có sợ, nếu nó sợ thì nó không làm rồi. Và tao nói cho mày nghe điều này là khi tao tin tưởng Liên Xô, tin tưởng người ta tổng thống là Putin, bởi vì cái ông này khi ông làm phát động cái chuyện này, ông đã dự trù hết rồi, ông đã dự trù tất cả mọi cái chuyện rồi, hiểu không? Kể cả cái chuyện mà cấm vận, kể cả cái chuyện mà đóng cái đường cống, hình như là họ vẽ mấy tháng, họ đã suy luận và họ đã có một cái băng tâm mưu, họ đã chuẩn bị trước hết rồi, họ không có sợ. Nhưng mà bố có nghĩ thêm một cái đường này không nè. Trước tiên á thì con cũng có đồng ý là con cũng suy diễn là sẽ không có đánh nhau to, nhưng mà không biết bố có nhìn ra cái bố có cái điểm này không. Con lại nhìn thêm á là cái việc này nó sẽ kết thúc khi nào mà mấy anh tài phiệt cảm thấy nó vừa đủ. Và cái thứ hai thì... cái thứ hai nữa là bố cũng biết rồi, thì chắc nước Mỹ quay đi quay lại cũng quay đi quay lại tới tới nhiệm kỳ bầu cử nữa rồi, đúng không? Đúng. Cũng không còn bao lâu thì cũng đúng có rồi, thể đó là một cái thuật chuyển lửa hoặc là cái thuật thực là gây chú ý, đại khái mình hiểu như vậy. Đúng rồi, nhưng mà có cái điều này là cái họ nói một cách khác chăng nữa thì các nước phương Tây đó, nó thẳng là cái phương Tây, các nước Đông Âu, các nước khối NATO đó, kỳ này đụng gặp phải ổ kiến lửa. Từ xưa tới bây giờ, về cái khối NATO mà nói về cái điều chiến dịch năm tư, Liên bang năm tư đó, mà thấy không?
Trong khi đó như vậy là chưa thấy ai phản ứng một cái gì cả, kể cả Lê Dũng vậy. Mình mới thắc mắc, mình hỏi hoài mà chẳng có thằng ma nào trả lời. Tao mới tao hỏi là nó đuổi tao xuống, mày hỏi mày có tên không, hỏi mày nước nào, mày là what you country, tao nói là tao nước Giếng. Tụi nó kêu tao ra ngoài chơi đi. Đủ quá. Đủ quá đó, thật ra bây giờ không có ai nói thẳng mày Liên Hợp Quốc có một hình thức dựng lên chơi đó. Thực chất bây giờ các nước mà thấy rõ ràng không ai mà tin tưởng rồi, bởi vì Liên Hợp Quốc dựng lên để đó là một cái cơ quan lý nhất hành tinh thật, nhưng mà nó chỉ có chức mà thực chất nó không có quyền con mẹ em cả. Thấy rõ ràng không có làm được mẹ lên rồi, không có gì hết trơn đó. Thằng cái người Việt Nam của mình, chiến tranh Việt Việt Nam của mình là chiến tranh bốn bốn của mình, là chiến tranh Tây Bắc của mình, là đổ Liên Quốc đổ nó tính bơ, có nói gì được đâu. Biết rằng nói cũng không ai giải quyết, cho nên ra tự động mình mới làm lấy thẳng là vậy. Nói để có một cái hình thức dựng lên thì thôi, chứ thực chất không có làm mẹ đó. Ta muốn nói cái điều này rằng cái ý chính của ta muốn nói ngày hôm nay là có nghĩa là hiện giờ Nga đang bị cái những cái tin phát nêu và tất cả các nước phương Tây đều ngăn chặn tất cả những nguồn tin từ khối từ phía bên Liên Xô qua, không cho qua, xâm nhập qua, cô lập đó. Thậm chí internet cũng vậy nữa, có nghĩa là ngăn chặn hết. Như vậy để chi, là để cho cái cộng đồng quốc tế nó chỉ có nó muốn tin một chiều, tin láo phát, tin xạo, tin này kia, để một chiều để kêu gọi cộng đồng quốc tế tẩy chay thằng Nga. Nhưng mà người ta đối với ai chứ còn đối với dân Việt Nam thì quá hiểu rồi. Nó thẳng là những người nói một cách khác là 97 triệu dân Việt Nam mình chỉ có vừa thành phần coi dân chú cuội thôi, còn ngoài ra hầu tao nghĩ tất cả mọi người đều biết ơn Cộng hòa Liên bang Xô Viết ngày xưa, giống như cái live gì rồi hôm qua ba bố với lại bác Phượng nói, bởi vì họ đã có một thời gian cứu giúp Việt Nam mình trong cái lúc mà thời kỳ mà mới vừa hết chiến tranh đó. Cái điều đó bố nói vậy, kể cả Russia có kể cả thằng Romania cũng vậy nữa, phải không ta? Ở Russia thì, nhưng mà chỉ có sai lầm là một cái ông này ông quá dở, lãnh đạo của đất nước quá dở, cho nên ra nó mới xảy ra. Kêu bằng mình nói một cái câu cho nó chính xác rồi, nghĩa là nồi da sáo thịt, là bởi vì sao hai nước nước đó ngày xưa cũng là một người, là anh em ruột, cùng chung cùng sử dụng chung một thứ tiếng mà cùng một ngôn ngữ mà đó. Thực ra vì cái đó thành ra mình chỉ rất là mình chỉ người ngoài mình chỉ buồn thôi. Và các nước phương Tây hiện giờ đang sâu xé và đang nói chung là một cách khác là dùng truyền thông bẩn để mà cô lập Nga lại thôi đó. Bố nói vậy đó. Cái ý bây giờ là hiện giờ chiến tranh là chiến tranh vũ khí nguyên tử thì không có đâu, mà gửi tất cả những vũ khí qua bên yểm trợ Ukraine thì cũng không dễ dàng gì mà đi được, bởi vì nó đã phong tỏa hết mấy cái đường cảng biển rồi, các cái đường hàng không nó cũng làm te tua rồi, thành ra giờ không biết gửi bằng cách nào, cái chuyện nó cũng không có luôn. Thành ra coi như phương Tây cũng đang bó tay, nó hẳn là vậy rồi, cũng hô hào cũng cấp giận cũng này kia cái thế thôi. Nhưng mà tao nói thiệt mày thì sớm muộn gì thằng này cũng bay, coi một là mất xác, hai nữa là lưu vong, thế thôi, rồi sẽ có tái lập trật tự mới thôi. Cái chuyện nó không bình thường, mình cũng không nói gì, nhưng mà cái điều mà mình thấy sau cái việc này mình mới thấy là cái truyền thông bẩn của phương Tây thật sự là đáng sợ. Bây giờ con có thấy đáng sợ chưa? Con nghĩ là anh nói theo kiểu của anh một chiều, và anh đưa luôn lúc nào mà anh cũng nói là phía bên kia là khi anh ghét á, là anh kẻ thù của anh là anh dùng Đó. dùng truyền thông Nhờ bố bố nhân chuyện bố vừa đề cập tới truyền thông của phương Tây và cái kỹ gọi mình gọi là cái thủ thuật, cái tiểu xảo của họ sử dụng như thế nào thì chúng ta đã thấy quá rõ rồi đúng không ạ? Không cần bằng bây cả giờ nữa đúng thấy không? quá rõ đúng không? Rõ Dạ, đúng nhưng rồi. mà có vấn đề thế này nè bố. Nếu mà chúng ta nhìn theo một cách gọi là hơi thuyết âm mưu chút xíu đi thì theo bố đó cái câu chuyện của ngày hôm nay của giữa nước Nga và Ukraine và cái vị tổng thống Ukraine gì đó thì bố có cho rằng đó là một cái kế hoạch dài hạn mà các nước phương Tây và Mỹ đã chuẩn bị từ lâu không? Cụ thể họ lựa chọn con Có người họ đúng xây dựng rồi, để đúng họ rồi, đào để họ chính xác, đưa lên làm tổng thống, đúng rồi. là tới Là bây ngày, tức giờ là người ta nói câu là gì à, nuôi quân 3 năm xài xài quân 1 giờ đó bố. đúng rồi, thì không phải là Đó. mới đây đâu, cái đây trước cái ngày mà cái thằng cha này về năm 2019 á, thì cũng những có những cái ứng cử viên tiềm năng, nhưng mà đâu có dễ dàng gì thằng Mỹ cắn tới phương Tây giật dây để cho một thằng hề, anh hề này đồ tài gán con mẹ gì đâu, chỉ có là hề thôi. Nhưng mà người ta muốn dựng, bởi vì khi anh hề
thì mới dễ dàng sai khiến được. Và cái điều này người ta đã dày công là bởi vì các nước phương Tây á, vẫn coi nước Nga là một cái gai trong con mắt. Mày hiểu tôi nói là một cái con gai đúng không? Mặc dù người ta không còn là cộng sản nữa nhưng mà vẫn còn là cái gai nữa. Là bởi vì sao? Thường thường cái kiểu giống như phim trưởng muốn làm báo quyền mà đọc bá thiên, muốn làm báo quyền, báo quyền để minh chủ võ lâm, tao minh chủ võ lâm đó, minh chủ võ lâm phải hạ độc thủ đúng không? Muốn làm minh chủ phải hạ độc thủ, đúng rồi. Vậy đó, nó buồn cười, tao nói bởi vì đó thành ra lúc nào cũng vậy, họ cũng vậy, và họ cũng không ưa gì nước Nga kể cả vậy. Và thì tao nói cho mày nghe cái điều đó, thì bây giờ thì cái chiến dịch mà chiến dịch truyền thông mà đang phát triển dữ dội, và tất cả những cái chỉ mũi dùi nào CNN, NBC, BBC, CBC News, rồi Reuters, nói chung tất tần tật, tất cả những cái đài truyền thông của Mỹ là hầu như bây giờ đang đả phá nước Nga và đưa dựng như là lấy những cái hình ảnh tất ư là buồn cười, rồi xào đi nấu lại rồi tùm lum ra. Trong lúc đó có một số YouTuber bên Mỹ này, ồ mà ngày nào tao cũng thấy là có thằng lão quắc đâu rồi, ngồi tin vui rồi các cái đủ thứ rồi, Mỹ là bao dây cấm dẫn làm lưng bla tào lao tiếng bí lao đủ, nó nói tùm lum bla để hái vậy đó, ăn theo mà đó, cái gì nó cứ nói tại bữa thằng CNN nó đưa ra thì cái thằng đã cốp theo và cũng bị nó hô hào để thấy coi như nước Mỹ là bạn tới nước Mỹ vĩ đại. Ở đây ta không nói xấu nước Mỹ nhưng mà ta muốn nói là mình phải hiểu mình đang ở một cái vị trí nào trong một cái đất nước nào đó, và mình phải hiểu hai mặt. Bố thì con người nó hơi là hơi cổ điển chút, nhưng mà bố thường thường bố nói kêu là làm gì làm, nhưng mà đất nước của tôi là đất nước của tôi. Và thường thường có một câu bạn ăn quả thì nhớ kẻ trồng cây. Yeah. Tao thâm tâm của tao như thường xưa tao nói ngoài này, tao vẫn yêu đất nước của tao và tao vẫn mến những người Cộng hòa Liên bang Xô Viết cũ ngày xưa, là bởi vì họ giúp đỡ mình trên mọi mặt trận sau khi đất nước mình hòa bình. Thủy điện Trị An, thủy điện Hòa Bình, tất cả những cái mà công trình họ làm vẫn còn đó. Có nhiều người bỏ xác tại Việt Nam mình vì qua đây giúp đỡ Việt Nam mình. Điều đó mình nên tri ân và mình nên nhớ ơn họ. Đấy, đó là chuyện đương bình thường. Còn có những cái kẻ mà hầu như họ quên luôn quá khứ luôn. Họ quên luôn. Và họ chỉ mở đích ra những cái thằng nào mà cảm thấy là họ thích, họ căm thù đất nước mình, họ ghét cộng sản là họ căm thù. Họ kêu bằng mở đích là coi như là bất kể đó, bất chấp luôn. Bất chấp luôn. Đúng rồi. Giống như kiểu mà có kiểu mà tao nói cho mày nghe hồi nãy là hai đứa con gái chơi đá ba chơi banh đũa mà thằng kia vô nó phá. Hỏi tại sao á? Nó kêu nó thấy ghét thôi, đồ khác vậy đó là phá bệnh, đồ không được cho hết thôi. Mày nó ăn cái gì không? Đủ nổi cái nhìn, nổi cái cuộc sống của Việt Nam mình hiện giờ đang phất lên, người người đều có xe hoặc là những người mà có xe hơi hoặc nhà cao cửa rộng là nó ghét rồi. Vậy là nó ghét rồi. Kỳ vậy đó. Quái đạn cũng có nhiều con người nó bẩn thỉu chứ mức độ vậy. Mà nếu mà người nước ngoài bẩn mà nói về Việt Nam xấu thì ta không khe, nhưng ở đây người Việt Nam mà ghét người Việt Nam thì ta mới không được. Mà ghét cái gì? Ghét tại vì mày già hơn tao là tao ghét rồi. Quá kỳ đó. Cái kỳ trời. Mày ăn đồ ngon, tao ăn cái này thịt, tao ăn là đủ má thịt toàn đống đá không là là tao ghét rồi. Nó kỳ cục vậy. Người ghét vậy đó. Tức như là nó ghét người Việt Nam mình cách cứ được buồn cười không có lý do vu vơ đủ vậy đó. Nó buồn cười chứ đó. Ví dụ như tao đây đủ muốn ăn tô phở ngon, làm gì có cái chuyện mình đi ra phở Bách Tơ hoặc phở Ngân hay là phở Tàu Bay ở ngay trên đường Lý Thái Tổ Bệnh viện Nhi Đồng 2 đó, trời ơi nó ngon tuyệt vời, ngồi nước miếng chảy ra, bên này ăn toàn đông đá không là ghét rồi. Lẽ là ghét rồi đó, khó chịu rồi đó. Tức ở đây rồi mới làm cài chết mẹ luôn, giống như tí cài thấy mẹ thấy cha luôn ở dưới nhà Việt Nam. Má tiên sư nó ngày nào nó ăn nhậu rượu má nó ứa ghen rồi. Nó ăn một khoe nó bò né rồi bê thui đồ có lại làm gì có được có đâu ăn là ghét rồi đó. vậy là ghét rồi đó nha đủ má tôi bay gì quá chửi rồi nha, khổ vậy nó biết là kỳ cục à, ok bố ơi bố giúp vui con chút rồi thôi bố đi làm bữa nay lúc này làm ít giờ ok rồi. Ok con rồi.